quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tươi đẹp long lanh nhất tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 10 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 6 năm 2023. Em Việt, cháu Việt đang ở trên tuyến phố Phan Đình Phùng. Đêm hôm qua thủ đô Hà Nội mưa rất lớn quý vị và các bạn. Sáng nay để lại một bầu trời ánh nắng chói chang, một ánh nắng pha lê rất đẹp. Và clip này em Việt, cháu Việt sẽ mời quý cô chú anh chị cùng em Việt, cháu Việt đi cùng các đại gia Hà Nội với cách chơi, với cách thư giãn sau những giờ làm việc vất vả. Vâng, clip này em Việt, cháu Việt gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh trên tuyến phố đẹp nhất thủ đô Hà Nội, những hình ảnh trên tuyến phố Phan Đình Phùng, những chiếc xe hắc lê quý vị và các bạn, trong những chiếc xe rất nổi tiếng của Mỹ và đại gia thủ đô Hà Nội chọn để đi thư giãn như dạo phố trên đường phố, trên những con đường đẹp nhất của thủ đô. Như quý vị và các bạn thấy, ánh nắng Phan Lê đang chiếu xuống đường Phan Đình Phùng, những hình ảnh rất đẹp ngay cạnh vườn hoa động quý vị và các bạn. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh Hà Nội Live, hãy tặng cho Hà Nội là like một like, và quý vị lần đầu hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Một trong những xe phân khối lớn được rất nhiều đại gia Việt Nam cũng như nước ngoài chọn để thư giãn sau những giờ làm việc. Quý vị và các bạn đẹp không? Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 33 độ C quý vị và các bạn. Hình ảnh rất đẹp, nắng nhưng không nóng. Thời tiết hôm nay em Việt, cháu Việt gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh. Vâng, em Việt, cháu Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Lược rồi. Những hình ảnh rất tuyệt vời, các đại gia đang đi dạo các tuyến phố, giới thiệu tới quý vị và các bạn những vẻ đẹp của phố cổ thủ đô Hà Nội. Con đường các anh đại gia đang đi là con đường Hàng Lược, và đưa quý vị và các bạn ra tới Hồ Gươm. Trời trong vắt quý vị và các bạn, ánh nắng ban đêm xuất hiện sau những ngày oi nóng. Quý vị và các bạn thấy style rất riêng. Vâng, em Việt, cháu Việt đang ở trên Hồ Gươm rồi. Quý vị và các bạn thấy không, những hình ảnh rất đẹp, phải nói chỉ có ở thủ đô Hà Nội mới có. Cái điều này em Việt, cháu Việt mời quý cô chú anh chị cùng xem những hình ảnh đẹp nhất. Em Việt, cháu Việt sẽ không đi chậm, có những lúc đi hơi nhanh với những góc máy bám theo những chiếc mô tô rất phong cách quý vị và các bạn thấy. Các du khách cũng đứng để ghi lại những hình ảnh rất là độc đáo tại đường phố thủ đô Hà Nội. Vâng, em Việt, cháu Việt đang ở trên tuyến phố 3 triệu rồi quý vị và các bạn thấy. Anh chạy trước đi. Ánh nắng chói chang, một ánh nắng pha lê rất đẹp mà em Việt gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn ở clip này. Vâng, quý vị và các bạn xem được hình ảnh rất đẹp trên đường phố thủ đô Hà Nội, hãy chia sẻ clip này tới nhiều bạn bè cũng như nhiều du khách ở khắp mọi miền trên thế giới về du lịch và tham quan thủ đô. Hình ảnh rất đẹp, em Việt, cháu Việt trong clip này sẽ gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh dài hơn cả clip trước một chút, đi chắc đi các tuyến phố chính và đi tham quan một vòng phố cổ thủ đô Hà Nội. Hình ảnh rất xanh, rất tươi quý vị và các bạn. Sau cơn mưa thì như quý vị và các bạn thấy, với những cây cổ thụ thì nó là trong bầu trời màu xanh rồi, cuộc sống tươi trẻ hơn. Như quý vị và các bạn thấy, các anh đại gia đây cũng chọn những khung giờ tươi đẹp nhất để đi nạp tiếp năng lượng, để chuẩn bị cho những giờ làm việc mới, hít thở một bầu không khí rất trong lành quý vị và các bạn, rất tươi đẹp. Lâu lắm rồi em Việt, cháu Việt mới đi ghi hình và cảm giác thư giãn vui và cảm giác thấy rất là happy quý vị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn, trong cuộc sống bao khó khăn bao vất vả thì hãy để lại sau xem clip này của mình, cháu Việt, để tiếp thêm năng lượng có những giờ làm việc tiếp theo hiệu quả hơn và thành công hơn nữa, để chọn cho mình cuộc sống hay là những phương trình.
chơi rất độc lạ như đại gia Hà Nội, quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thấy không? Mình không một phong cách rất riêng, không lẫn vào đâu được. Em Việt, cháu Việt đi qua, em Việt, cháu Việt về ghi hình ngay gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn. Em Việt, cháu Việt vẫn đang ở trên tuyến phố 3 triệu các bạn, các bạn. Thời điểm này đi thì đường phố Hà Nội cũng vắng, nên quý vị và các bạn thấy không khí rất tuyệt. Những hình ảnh tươi đẹp tại thủ đô Hà Nội, bầu trời trong mắt quý vị và các bạn, không có một hạt bụi nào lơ lửng trên không gian. Bởi tối hôm qua thủ đô Hà Nội mưa cũng rất to, như quý vị và các bạn thấy trên mặt đường vẫn còn những thảm bạc. Hình ảnh rất đẹp quý vị và các bạn, hình ảnh rất đặc biệt. Vâng, quý vị và các bạn hãy chia sẻ clip này giúp em Việt để nhiều người biết về những thú chơi chất nhất của đại gia Hà Nội, quý vị và các bạn. Có thể có nhiều tiền, em Việt, cháu Việt nghĩ là cũng không thể có một cái cách chơi style riêng như đại gia Hà Nội. Từ nhỏ đến lớn em Việt, cháu Việt chỉ xem trên TV, nhưng hôm nay thì em Việt, cháu Việt đã xem thực tế ở trên đường phố Hà Nội. Em Việt, cháu Việt không nói sai đâu quý vị và các bạn, chắc chắn là sẽ có nhiều clip bí ẩn về trải nghiệm này rất thú vị quý vị và các bạn. Em Việt, cháu Việt đã sang tới phố Huế rồi. Quý vị và các bạn thấy đường phố Huế vào buổi trưa, đường thông hè thoáng rất đẹp quý vị và các bạn. Những hình ảnh giống khi em Việt, cháu Việt gặp được một ánh nắng pha lên theo cách gọi của nhiều nhiếp ảnh gia cũng như nhiều nhà quay phim. Một ánh nắng trong vắt. Vui quý vị và các bạn, nếu mà nhìn kỹ thì có một cái gì đấy hơi màu mè, hơi điệu đà, nhưng cũng làm cho mọi người thấy vui mắt, thấy một phong cách mới hơn, thấy một style ở thủ đô Hà Nội khác biệt hơn một chút để không xen lẫn vào cuộc sống của mọi người. Đúng là thương hiệu Harley đã cho ra chiếc xe cảm giác rất tuyệt vời, thỏa mãn với nhiều dân chơi ở Việt Nam cũng như dân chơi trên thế giới. Như em Việt, cháu Việt thấy thì các anh lái xe thì có vẻ hơi mệt một chút, thì cũng phải hết sức sexy. Như em Việt, cháu Việt lại không quen, chắc chắn sẽ ngoài này. Các bạn thấy hai tay chúng ta phải giơ lên cao ngồi bên Mỹ, quý vị và các bạn. Style không lẫn vào đâu được. Từ nhỏ tới lớn em Việt, cháu Việt lần đầu mới được nhìn thấy và được cảm nhận. Trong công việc kinh doanh hay là trong công việc, trong việc làm, bao nỗi vất vả, bao nỗi khó khăn, thì được đi ra đường phố thủ đô Hà Nội ngóng đường cũng như là ngắm các con phố thì cảm giác cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn không biết có giống em Việt và các chàng đại gia này không, các anh đại gia này không? Vâng, em Việt, cháu Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Bài rồi. Quý vị và các bạn thấy chuẩn bị tới Hồ Gươm rồi. Rất độc đáo mà clip em Việt thường xuyên gửi tới quý vị và các bạn. Hầu như
rất là hạnh phúc. Phải nói là rất là tuyệt đẹp, nhất là một buổi trưa man mát. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Em Việt, cháu Việt đang ở trên Hồ Gươm rồi. Quý vị và các bạn thấy những hình ảnh hết sức tươi đẹp. Chậm này được rồi. Trên đường đi tiên man. Thân quen, em Việt, cháu Việt thường xuyên gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn ở xa, nhất là quý cô chú anh chị và các bạn lâu lâu chưa về thủ đô Hà Nội xem được những hình ảnh tươi đẹp nhất, gửi khác biệt nhất quý vị và các bạn. Việc nhờ một bạn đưa đi để ghi lại những hình ảnh tươi đẹp nhất tại đường phố thủ đô Hà Nội. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba Hàng Châu và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng. Quý vị và các bạn thấy khác biệt không? Việt cho biết ghi hình rất đặc biệt để gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh đẹp nhất trên. Vâng, em Việt cho biết đang ở trên tuyến phố cổ rồi, tuyến phố Hàng Gai quen thuộc quý vị và các bạn đấy, các cửa hàng kinh doanh buôn bán rất là hot, phục vụ khách du lịch là chính. Những món quà lưu niệm, những món đồ quý vị và các bạn khi tới với thủ đô Hà Nội không thể nào quên được. Quý vị và các bạn đã chọn trên tuyến phố Hàng Gai cũng như tuyến phố Hàng Bông. Buổi trưa rất tươi đẹp. Hơi ồn ào một chút để khởi động lại, tái khởi động lại cái sự trì trệ, cái sự mệt mỏi của những giờ làm việc của quý vị và các bạn đấy. Cũng là một cái cách để cho các anh đại gia già trẻ cũng như là tạo năng lượng cho những giờ làm việc mới. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Em Việt cho Việt đang ở trên tuyến phố Hà Trung. Buôn bán cái vỏ viên xe máy, những cái túi da rất phong phú quý vị và các bạn. Có muốn thay đổi cho mình những cái lớp áo ở trên viên xe máy thì hãy tới phố Hà Trung. Hình ảnh rất đẹp, các cửa hàng san sát nhau. Và đi trên phố cổ như quý vị và các bạn thấy không thể thiếu khách du lịch. Khách du lịch rất vui và rất hạnh phúc khi tới với thủ đô Hà Nội, nhất là việc trên những con phố nhỏ, ngõ nhỏ. Một nét rất riêng của thủ đô Hà Nội, một nét rất cổ kính, rất lâu đời rồi của Việt Nam. Vâng, em Việt đang ở ngã ba phố Hàng Gia và chợ Hàng Gia, quý vị và các bạn. Những hình ảnh của chợ Hàng Gia với kiến trúc hiện đại. Trên tuyến phố cổ sẽ không cảm thấy mệt. Vâng, em Việt cho biết đã sang tới phố Hàng Nón rồi.
Quý cô chú anh chị và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Em Việt Cháu Việt nhé, ủng hộ kênh Hà Nội Life ngày càng phát triển. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Tuyến phố Hàng Nón cũng là một trong những tuyến phố kinh doanh buôn bán thời trang. Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể tất cả các bạn. Phố Hàng Quạt là một trong những tuyến phố chuyên kinh doanh buôn bán các mặt hàng về đồ thơ hay là đồ mừng thọ, quý vị và các bạn. Những tấm quang rôn, những câu đối chúc ông bà sống lâu trong tuổi. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng Em Việt Cháu Việt đi vòng quanh thủ đô Hà Nội trên các tuyến phố cổ tại thủ đô Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào năng lượng và luôn luôn thành công nữa. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn tất cả các clip tới của Em Việt Cháu Việt.